Mời quý vị tiếp tục theo dõi Cà phê Ngày Mới sáng nay với một thông tin về giáo dục. Kính thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1512 về việc chuyển trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Như vậy, đây là trường đại học đầu tiên được chuyển trở thành đại học sau khi Luật Giáo dục Đại học 2019 và Nghị định 99/2019 hướng dẫn thực hiện luật. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 12. Theo đó, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ tổ chức là cơ cấu tổ chức và hoạt động trên cơ sở trường Đại học Bách khoa Hà Nội trước đây theo quy định của Luật Giáo dục Đại học năm 2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018 cùng quy định pháp luật có liên quan.